Xin chào các anh chị trên đang xem cái video của mình hôm nay. Thì hôm nay cũng là ngày 3 tháng 6 năm 2021. Thì như vậy thì hôm nay là mình về những cái sản phẩm mà máy hàn dì lân. Thì thưa quý anh chị rằng á, thì cái sản phẩm mà máy hàn dì lân này á là sản phẩm máy hàn chính hãng và được đóng gói rất là kỹ càng và rất là chuyên nghiệp. Thì hôm nay á thì mình sẽ khui cái sản phẩm máy hàn dì lân này cho tất cả các anh chị cùng xem, với là máy sẽ có những cái gì đi kèm sản phẩm chính hãng của dì lân. Thì theo mình vừa khui hộp ý, thì nó sẽ có một cuộn dây hàn, một dây mát ha, dây mát này, dây đồng, và nó có kẹp mát luôn. Và sản phẩm đi kèm á, phụ kiện thì gồm có là một bộ dây luôn ha. Và đây là dây hàn này, đồng thời là được đóng gói rất là kỹ luôn của thằng dì lân này. Đó, dây hàn kẹp mát là đầy đủ nhá, được đóng gói rất là kỹ càng. Và hôm nay mình sẽ khui cho các bác cùng xem cái sản phẩm máy hàn dì lân, máy hàn chính hãng mà được đóng gói rất là kỹ càng. Rồi, sản phẩm dì lân này á thì mình thấy rằng là một cái thiết kế rất là đẹp. Nó có mã là ARC 200, tức là nó sử dụng là dòng 200, công suất là 200, sử dụng công nghệ là IGBT, và nó có một nút điều chỉnh volume dòng điện ở đây. Máy này thì được thiết kế với là như vậy, là vỏ hộp là in sơn bằng tỉnh điện dì lân rất là chắc chắn. Trên này thì nó sẽ có là tem chống hàng giả và tem bảo hành bằng bảo hành điện tử ha. Đó, thì bên này dưới này nó sau này thì nó sẽ có một công tắc và có một cái tản quạt tản nhiệt. Thì thường thường cái máy hàn dì lân này á, khi nào mà mình sử dụng công suất mà nó nóng lên ấy thì nó cần cái độ tản nhiệt thì nó mới quay, còn bình thường mình cắm điện vào thì nó sẽ không quay. Và khi nào nó đấy là gọi là quạt tự động, thì khi nào mà nó cần cái tản nhiệt thì nó sẽ tự động quay ha. Rồi, dì lân này là một trong những cái sản phẩm mà máy hàn chính hãng và được hiện tại thì trên như vậy là về lĩnh vực về máy hàn ấy, thì mình thấy rằng là cái thằng dì lân này á là tất cả những cái dòng sản phẩm ở trên thị trường thì chỉ có bảo hành là 12 tháng thôi, nhưng mà sản phẩm dì lân này á là bảo hành sản phẩm lên đến là 2 năm và nó bảo hành bằng phiếu điện tử ở trên hệ thống, cho nên là một cái sự bảo hành rất là tin cậy dành cho tất cả là như vậy là các anh chị mua hàng dì lân để em sử dụng. Thì như vậy là khi mức giá ở đây thì nó cũng khá là rẻ, ví dụ ở trên thị trường các anh chị có thể là mua những cái sản phẩm tầm 1.500.000 đến 1.300.000 là những cái sản phẩm mà máy hàn biên, máy hàn nhái ở trên thị trường, thì nó sẽ không bao giờ chất lượng bằng những cái sản phẩm mà chính hãng dì lân này. Thì hôm nay á thì mình sẽ khui, mình sẽ mở xem là cấu hình của máy dì lân này nó được cấu tạo một cái cấu hình như thế nào. Thì hai bên này nó sẽ có là 4 con ốc, thành là 8 con ốc. Mình sẽ mở và mình sẽ khui cái ruột gan của cái máy hàn dì lân này. Thì xem thử là cái máy hàn này nó có là cấu hình với bo mạch của máy hàn này nó ok không ha. Thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Thì bên này nó sẽ có 4 con vít, mình có thể mở ra. Rồi, này mình sẽ cân thử xem là cái máy hàn này nó sẽ có cái độ cân nặng nó là bao nhiêu ký ha. Đây, mình sẽ cân nguyên một con máy này nó có trọng lượng là bao nhiêu kg. Thì con máy dì lân này á thì nó có là 3.5 kg, tức là nó là 3.5 kg ha. Rồi, giờ con máy này mình sẽ mở ra và mình sẽ giới thiệu cũng như là kiểm tra xem thì máy nó có thể có cấu hình như thế nào cả nhà ha. Rồi, cả nhà thấy không ạ? Thì con dì lân này á, đây, mình mở mở hẳn ra luôn đi ha. Nó có 4 con vít bằng với cái thanh tản nhiệt ở đây, thì mình mở hẳn ra luôn đi. Mở hẳn ra cho cả nhà xem ha. Rồi, cắt cái này luôn đi để giới thiệu cho cả nhà xem cho kỹ ha. Rồi, cả nhà thấy không ạ? Các bác thấy rằng là
con máy này á thì nó được thiết kế như sau. Thứ nhất á là nó có này các bà, về dòng Zealand ý, ở trong này nó có là số khung số máy này, là ngày tháng là để bảo hành này, số khung số máy này, trên này nó có đầy đủ luôn số khung số máy rồi là số sơ ri, nói chung là những cái bo mạch của nó là bằng là bảo hành bằng số khung số máy và số điện tử ở trên này ha, tem bảo hành điện tử hết luôn rồi, số khung số máy là đầy đủ. Và như vậy là nó sẽ có đến 4 thanh nhôm tản nhiệt này, 4 thanh nhôm tản nhiệt ha. Và nó dùng có là một cuộn biến thế này đó, và một cuộn kháng này đó. Thì thường thường ấy, những cái sản phẩm máy hàn nhái nó chỉ có một cái cuộn kháng thôi, còn cái con mà máy hàn Zealand này ấy, thì nó được thiết kế là vừa cuộn biến thế này, vừa cuộn kháng này, 4 thanh tản nhiệt này, và 4 con diode đầu ra này, và 2 con IG đầu vào, thì nó sẽ mang lại cho tất cả là các anh chị là sử dụng là 2,5 ly thì phải nói là quá là tuyệt vời. Với cái công suất này thì nó quá khỏe đối với cái hàn 2,5 ly. Và nó sử dụng là một tụ này, tụ này là tụ lớn này, tụ 470V. Rồi. Và hai con IG công suất đầu vào ha, nên các bác kéo que 2,5 ly thì cả ngày mang lại sự bền bỉ cho các bác khi là sử dụng. Đó, và cái hàn máy hàn một bo thì thường thường á, những cái sản phẩm máy hàn một bo nó chỉ có một cái một bo thì nó chỉ có một cái cuộn kháng thôi, nhưng mà con Zealand này nó đến là cả cái cuộn biến thế luôn, là tức là nó hai cuộn thì nó là sử dụng rất là bền bỉ này. Hai này là bên này á là nó sử dụng là bo ghim này, bo ghim 100% này. Đó, bo là bo ghim này của hãng Zealand này. Thì theo mình thấy rằng là một con máy này nó có cấu hình như này này thì nó sẽ mang lại cho tất cả là quý anh chị khách hàng mình là sử dụng là 2,5 ly thì nó bao chất lượng này. Dây hàn của nó thì dây nguồn thì dây xịn này, quá xịn luôn. Rồi, thì cái sản phẩm Zealand này á thì giá thì nó cũng khá là tốt, nó chỉ có là hơn 1 triệu thôi. Thì nếu mà các bác mà lựa chọn những cái sản phẩm mà được bảo hành Zealand này á, chính hãng được bảo hành lên đến 2 năm ấy, thì đó là một cái sự lựa chọn tuyệt vời luôn. Đó, thì ví dụ như mình mua những cái hàng biên hàng nhái ở trên thị trường nó chỉ có ít thôi, và nó không có đến 4 cái thanh tản nhiệt này đâu, 4 cái thanh nhôm tản nhiệt này nó không có đâu. Đấy, là mà nó mình còn xin nhắc lại luôn là nó sử dụng là như vậy là 2 con IG đầu vào và 4 con diode đầu ra, nó sẽ mang lại kết hợp cho mình một cái máy này sử dụng 2,5 ly thì quá tuyệt vời. Mà để kéo 3 ly 2 thì có thể là kéo tầm được khoảng 30 đến 40 que là liên tục để sản phẩm máy hàn Zealand 200 này. Thì là mong rằng á thì những cái chia sẻ của mình hôm nay sẽ là mang lại cho tất cả là anh chị của quý khách hàng những chia sẻ bên dưới này, thì quý anh chị có thể lựa chọn những cái sản phẩm chất lượng hơn để mà mình sử dụng về lâu về dài. Thì hôm nay cái sản phẩm Zealand này á thì mình bán với giá là 1.600.000 thôi, tức là giá 1.600.000 là giá là mình bao ship sản phẩm rồi. Thì với một cái sản phẩm chính hãng Zealand và được bảo hành bằng tem điện tử và được bảo hành sản phẩm lên đến là 2 năm, thì theo mình thấy rằng là tất cả những cái máy sản phẩm như Zasic hay là Welcom thì tất cả hay là Hồng Ký chẳng hạn, thì những cái sản phẩm đó chỉ bảo hành khoảng tầm 12 tháng thôi. Nhưng cái thằng Zealand này nó bảo hành bằng tem điện tử, nên nó có số khung số máy ở trên hệ thống luôn, và nó bảo hành dài nhất lên đến là 2 năm cái sản phẩm máy hàn Zealand này. Với cái mức giá tầm 1.600.000 như thế này, nó bao ship về đến nhất tận nơi, thì mình thấy rằng là anh chị lựa chọn những cái sản phẩm Zealand chính hãng này rất là tuyệt vời, thật sự luôn. Để mà so sánh những cái dòng sản phẩm nhái ở trên thị trường như hàng biên, hàng nhái, hàng mà không có nguồn gốc xuất xứ thì họ cũng đang bán với giá là 1.500.000 đến 1.600.000, nhưng mà cái chất lượng của máy thì nó sẽ rất là kèm hơn so với những cái sản phẩm máy hàn Zealand như thế này. Thì hôm nay là mong rằng là những cái chia sẻ của mình trong cái video này ấy, thì mong rằng là các bác lựa chọn cho mình một cái máy phù hợp và được chế độ bảo hành chu đáo và bảo hành dài hạn lên đến là 2 năm của sản phẩm máy hàn Zealand này. Thì hôm nay mình sẽ test thử cho các bác là xem thử là cái sức mạnh kéo 2,5 ly cũng như là 3 ly 2 của máy hàn Zealand này thì nó sẽ như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ test thử cho tất cả là các bác cũng như là quý anh chị ở trên cái video này luôn. Thì mình thấy rằng là con máy Zealand này nó quá là tuyệt vời. Với cái mức giá này thì mình thấy tuyệt vời. Đấy. Đây là kẹp hàn của máy Zealand ha. Kẹp hàn kẹp mát của máy Zealand thì mình sẽ test luôn. Đây ạ. Máy
máy này được nó rẻ được là cái quạt tản nhiệt ấy, là khi nào mà nó cần, nó có nó cần một cái sự làm mát thì nó sẽ tự động làm mát, còn không ấy thì là máy, còn không á là quạt thì sẽ không có quay ha. Khi nào nóng lên thì quạt nó mới quay. Và mình sẽ test cái máy hàn Zeeland cho tất cả anh chị xem trên kênh YouTube máy xây dựng của Lê Minh hôm nay luôn. Thử xem được cái độ kéo của sức mạnh và cái hồ quang ăn lửa cũng như là cái mũi hàn nó có sáng và có đẹp không ạ. Mình thấy là mũi nó hồ quang, mình thấy là cái máy hàn Zeeland này cái hồ quang nó bắt rất là nhanh nhé cả nhà. Xem thử là cái sức mạnh đồ nấu của cái máy hàn này nó có chất lượng không. Nó quá tuyệt vời luôn. Đấy, nó rất là sáng nhá. Cực kỳ sáng luôn, mũi hàn thì rất là đẹp. Mình sẽ kéo thêm máy hàn thứ hai ha. Xem thử là cái đồ ngấu của cái máy hàn ok không ha. Đây là mình kéo nha, còn đây mình chấm bong thử coi. Thấy là cái độ ngấu của cái máy hàn Zeeland 200 này phải nói rằng là đủ ngấu rất là tốt và bắt hồ quang thì rất là nhanh. Zeeland phải nói là tuyệt vời. Quay sát vào đây cho anh ấy. Phải nói là cái mũi hàn nó rất là đẹp, cực kỳ sáng luôn, nó giống như một con máy hàn mic luôn. Thì hôm nay mình giới thiệu cho cô chú anh chị các bác ở trên cái video này, đấy là sản phẩm máy hàn Zeeland. Thì một cái máy hàn Zeeland này á, thì được đóng gói, mọi người thấy rằng là nó rất là chuyên nghiệp. Thế ạ, thì khi mà những cái sản phẩm này đến tay người tiêu dùng ấy, đến tất cả quý khách hàng anh chị ở trên kênh YouTube và đặt hàng của bên mình á, thì anh chị lại nhận được nguyên cái thùng như thế này và được đóng gói rất là kỹ càng, và kèm theo là tất cả là trên không phải là bảo hành bằng phiếu bảo hành của cửa hàng, mà nó sẽ bảo hành bằng các cái tem điện tử ở trên hệ thống của cái máy hàn của Zeeland này. Thì hôm nay trong cái chương trình này á, thì mình vẫn tiếp tục là giá hiện tại á, thì mình sẽ bán là 1.600.000 là sản phẩm mà giá là mình bao ship vào thằng Zeeland dòng máy ARC 200 này.
Thì như vậy thì giá là bao ship và hôm nay mình sẽ có những cái chương trình rất ưu đãi. Đó là khi anh chị và quý anh chị cũng như là các bác đang xem video của mình thì like và ủng hộ mình đăng ký kênh, thì mình sẽ tặng thêm một kính hàn điện tử với cái sản phẩm máy hàn di lân này. Thì hiện tại thì mình đang bán là giá là 1,6 triệu, là giá mình bao ship và được bảo hành hàng là 2 năm. Thì như vậy là mình sẽ tặng thêm một kính hàn điện tử trên như vậy là trên cái video của ngày hôm nay thì mình sẽ tặng thêm một kính hàn điện tử này. Thì như vậy là mong rằng là những cái chia sẻ của mình trong cái video này sẽ mang lại cho tất cả là như vậy là anh chị lựa chọn một cái sản phẩm máy hàn với cái giá cực kỳ tốt và giá cực kỳ khuyến mại. Thì như vậy thì mong rằng là những chia sẻ của mình hôm nay sẽ dành cho anh chị những lựa chọn được cái sản phẩm tốt và giá cả hợp lý để anh chị lựa chọn. Thì hôm nay cái video của mình là đến đây thì mình cũng xin được kết thúc cái video giới thiệu sản phẩm máy hàn di lân và khuyến mại kính hàn điện tử. Thì như vậy thì mình sẽ xin kết thúc cái video ở đây và xin được chúc tất cả là anh chị và quý khách hàng như vậy là luôn luôn bình an, luôn luôn là gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Thì như vậy thì hôm nay mình xin tạm dừng cái video đây và mình xin hẹn gặp lại anh chị những cái review những sản phẩm máy kế tiếp lần sau. Mọi người đừng quên là hãy like ủng hộ mình và đăng ký kênh và cho mình thêm cái động lực để review những sản phẩm mới hơn và dành đến khách hàng những cái sản phẩm tốt và giá cả hợp lý. Rồi mình xin kết thúc và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng những review lần sau.